Trong khuôn khổ tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số quận huyện đã triển khai và cho ra mắt nhiều tour tuyến du lịch mới nhằm kích cầu quảng bá du lịch, thu hút khách đến với thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp cuối năm. Tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề Xanh trên mỗi hành trình diễn ra từ ngày 4 đến 10 tháng 12, có nhiều hoạt động thu hút người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm như giải marathon quốc tế thành phố Hồ Chí Minh Techcombank, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, hoạt động khám phá thành phố qua nghệ thuật doodle, hình thức sáng tạo tự do lấy cảm hứng từ văn hóa và du lịch, thể hiện đặc trưng địa phương và truyền thống. Du khách có thể tham gia vẽ, tô màu sắc theo phong cách nghệ thuật doodle lên một số vật dụng đồ lưu niệm. Du khách đến thành phố Hồ Chí Minh trong dịp này sẽ cảm nhận được một không khí tưng bừng, sôi động, lan tỏa từ trung tâm thành phố đến tất cả các quận huyện, đến cả vùng ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó, với chủ đề Xanh trên mỗi hành trình, tuần lễ du lịch sẽ chú trọng đến các hoạt động gắn với du lịch các trách nhiệm, du lịch bền vững và cùng kêu gọi các doanh nghiệp du lịch để tăng cường sử dụng các vật liệu nguyên liệu thân thiện với môi trường. Trong tuần lễ du lịch, các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới như sắc màu về đêm ở quận 1, sắc màu Bình Tân, du lịch đường thủy quận 7, sản phẩm du lịch cộng đồng ấp Thiên Liên, huyện đảo Cần Giờ giai đoạn 2 đã mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ về các hoạt động nghệ thuật, dạo phố đêm, mua sắm, thư giãn hay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc trưng ở quận 1. Với tour quận 1 sắc màu đêm này thì lữ hành Vlog Tour chúng tôi cũng sẽ quảng bá và giới thiệu đến khách hàng trong nước cũng như khách hàng quốc tế trong thời gian sắp tới như là một cái sản phẩm du lịch tour đêm đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi kỳ vọng là sản phẩm này là sẽ được sự đón nhận cũng như là thu hút rất là nhiều khách quốc tế cũng như trong nước trong thời gian sắp tới. Các cái quận huyện cũng như quận 7 đang tập trung vô cái thế mạnh và cái sở trường của địa bàn của mình để chọn một cái sản phẩm du lịch thuận tiện nhất và thuận lợi nhất và để thu hút được cái khách du lịch lại đến địa bàn của mình chứ không dài theo số lượng. Với tiêu chí sản phẩm du lịch xanh, thân thiện môi trường, tôn vinh văn hóa bản địa, tuần lễ du lịch không chỉ có những hoạt động vui chơi, giải trí mà còn thu hút những hoạt động có ý nghĩa, trách nhiệm với xã hội, nâng cao hình ảnh điểm đến thành phố mang tên Bác, kích cầu du lịch, tạo điểm nhấn cho du lịch dịp cuối năm và chào đón năm mới 2024. Ngày hội du lịch non nước Cao Bằng tại Hà Nội năm 2023 là một sự kiện quan trọng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các cơ quan hữu quan tổ chức. Đây là dịp để tỉnh Cao Bằng giới thiệu, quảng bá với nhân dân thủ đô Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người và nhiều giá trị văn hóa các dân tộc của tỉnh. Với chủ đề Non nước Cao Bằng, xứ sở thần tiên, ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 12 năm 2023 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn của ngày hội du lịch năm nay với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch đặc sắc của tỉnh Cao Bằng. Qua chương trình trình diễn các hoạt động văn hóa truyền thống, cùng với những gian hàng trưng bày các sản phẩm du lịch, ẩm thực. Bên cạnh đó còn có một số các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu giới thiệu về văn hóa, các điểm đến du lịch. Ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng tại Hà Nội năm 2023 là dịp để Cao Bằng tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong nước cũng như du khách, bạn bè quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị văn hóa các dân tộc của tỉnh Cao Bằng. Giới thiệu các điểm đến với các sản phẩm du lịch mới, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng năm 2023 được diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 tại khu vực Vườn Hoa Bà Kiệu và không gian các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chiều ngày 8 tháng 12 đã diễn ra chương trình xúc tiến điểm đến Non nước Cao Bằng, xứ sở thần tiên, nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch những điểm đến độc đáo và hấp dẫn của Cao Bằng. Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày hội du lịch Non nước Cao Bằng nhằm tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh, các giá trị văn hóa bản địa, sản phẩm du lịch mới đặc sắc của địa phương, qua đó tăng cường liên kết, hợp tác, kết nối du lịch và tìm kiếm, thu hút các nguồn đầu tư trong lĩnh vực du lịch Cao Bằng. Đặc biệt, khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành khu du lịch kiểu mẫu về du lịch biên giới, du lịch xanh, trọng điểm và bền vững. Chương trình xúc tiến điểm đến Non nước Cao Bằng, xứ sở thần tiên được tổ chức là sự tiếp nối các hoạt động quảng bá, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch Cao Bằng với địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.
thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển ngành du lịch tỉnh Cao Bằng nói riêng, trên cả nước nói chung.